xin chào cả nhà nha. Như lịch hẹn là tối nay 8:30 Dung sẽ livestream. Và bây giờ là hơi quá 5 phút. Thì cái buổi livestream tối hôm nay Dung cũng xin chia sẻ một cái chủ đề về Covid. Đó thì như các bạn cũng đã biết, Covid hiện tại giờ là đang bùng phát trở lại ở Việt Nam. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì để mà chống cái Covid và có cái nguồn thu nhập ổn định để mang lại cái sự tốt nhất cho gia đình của chúng ta. Dung chờ cả nhà vào một xíu nha. Đã có một bạn vào xem. Chờ một xíu, khoảng cỡ 10 bạn vào xem thì Dung sẽ like và Dung sẽ chia sẻ cho cả nhà mình nhé. Thì hiện tại giờ Dung đang ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì các bạn cũng biết rồi, trong cái thời gian gần đây thì một số tỉnh đã bị cách ly. Và cái Tết Nguyên Đán này thì theo Dung đánh giá thì sẽ không được trọn vẹn như những cái Tết khác. Bởi vì cái môi trường bây giờ, cái sự sống bây giờ nó quá khắc nghiệt. Lý do là con người mình tạo nên hết á. Bởi vì là cái gì nó càng hiện đại hóa, càng công nghiệp hóa nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái vấn đề ô nhiễm cao. Đó là chính vì vậy thì cái môi trường của mình á là môi trường của mình thì nó chỉ là một cái bầu khí quyển mà tạo ra từ thiên nhiên từ trước đến giờ. Đến ngày hôm nay thì theo cái sự tàn phá của con người cho nên là dẫn đến bầu khí quyển quá là ô nhiễm. Dung đã được đọc qua một số bài báo thì có viết rằng bây giờ đến 2050 là trái đất sẽ bị hủy diệt nếu như chúng ta không biết dừng lại, nếu như chúng ta không biết bảo vệ môi trường. Đó, vậy thì ngày hôm nay cái Covid quay trở lại của năm 2020 này, có nghĩa là từ năm 2020 này là đã có hai đợt dịch và bây giờ đang bùng phát trở lại. Vậy thì bây giờ chúng ta làm gì để chúng ta giữ vững được cái nền kinh tế của đất nước mình và đất nước mình nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Đó thì bây giờ nói thực sự với các bạn là để mà bảo vệ được một cái môi trường xanh sạch đẹp, một cái bầu khí quyển trong lành thì tất cả chúng ta chung tay góp sức lại chứ không riêng gì một ai. Đó, chung tay góp sức bằng cách như thế nào? Ví dụ như bây giờ hàng ngày các bạn đi làm, gia đình ví dụ có 5 chiếc xe máy thì mỗi người mỗi chiếc xe đi. Mà các bạn biết không, mỗi chiếc xe như vậy nếu như mà các bạn tiêu tốn 1 lít xăng thì nó sẽ phát ra cái lượng khí CO2 ở trong không khí chúng ta là 3,4 kg lượng khí CO2. Vậy thì bây giờ chúng ta tổng thể trên toàn quốc Việt Nam mình và trên toàn thế giới một ngày tiêu tốn bao nhiêu lít xăng thì sẽ thải ra bấy nhiêu cái lượng khí CO2 chúng ta nhân lên là chúng ta sẽ biết rằng là cái môi trường chúng ta đang ô nhiễm bởi vì giao thông. Đã giao thông á thì gì, nó phát thải ra tất cả mọi cái loại không khí ô nhiễm ở trên môi trường chúng ta là tính mức trung bình là 70% lượng khí thải do giao thông gây nên. Nhất là gì, ở ngoài, ví dụ ngoài xe máy, ngoài ô tô, ngoài những cái chuyến xe khách thì máy bay là một cái loại phương tiện mà phá vỡ cái tầng ozone mình rất là mạnh. Bởi vì sao? Phát thải ra cái lượng không khí cái lượng khí CO2 quá nhiều gây nên ô nhiễm môi trường rất là cao, đó là máy bay. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta làm gì để chúng ta bảo vệ môi trường? Và cái Covid nó cứ tái đi tái lại trong cái năm 2020 này là bởi vì bây giờ trong bầu khí quyển chúng ta là có rất là nhiều loại virus. Đó, nhưng mà cái virus để mà gây cái thảm họa mạnh nhất đó là Covid. Vậy thì nếu như chúng ta không biết bảo vệ môi trường thì một vài năm tới nữa thì cái môi trường của chúng ta sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Và khi phá vỡ hoàn toàn như vậy thì các bạn biết không, chị tạm biệt em nhé, hai vợ chồng lên đường thường lộ bình an. Rồi, hẹn gặp lại, chúc cả nhà vui vẻ nha. Rồi chị chào Mao nha. Thì Dung cũng xin chào chị Nguyễn Oanh nha.
Dung xin chào bạn Bùi Hiền Hiền. Dạ, em cảm ơn chị Nguyễn Anh ạ. Chào bạn Tuyết Hoa. Em chào anh Trình ha. Thì hiện tại giờ tất cả cái bầu khí quyển của chúng ta là đang ô nhiễm rất là mạnh. Những ngày này Dung đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn biết rồi, một ngày đi ra ngoài đường thì mình hít bao nhiêu cái khói bụi gây ra cái sự ô nhiễm môi trường ở trong không khí đó. Nếu như chúng ta không biết bảo vệ cái hành tinh này thì cái hành tinh này nó sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Vậy thì ngày hôm nay á, bảo vệ bằng cách như thế nào để cho nó có hiệu quả và chúng ta mang lại một cái môi trường xanh sạch đẹp để cho con cháu chúng ta sau này để mà hưởng những cái tốt đẹp từ thiên nhiên mang lại đó. Thì nếu như mà được mà tất cả chúng ta chung tay góp sức lại để mà bảo vệ cái môi trường thì môi trường nó sẽ trở lại bình thường đó. Như Dung nhớ là cái đợt mà dịch thứ hai, Covid thứ hai á trở lại thì bên phía chính phủ của mình giãn cách ly xã hội, ngưng tất cả những các hoạt động, rồi ngưng tất cả các loại phương tiện giao thông trên toàn quốc. Vậy thì khi đó không khí của chúng ta mới trở lại cái bầu trời xanh, đó, trở lại cái môi trường xanh và trở lại cái không khí trong lành để cho chúng ta có một cái môi trường rất là tốt để mà tồn tại. Vậy thì Covid nó xảy ra như thế nào và những cái loại vi khuẩn, những cái loại virus sau này nó xảy ra như thế nào là đều do cái không khí của chúng ta hết, do cái môi trường của chúng ta quá độc hại và quá ô nhiễm đi. Đó, ngày hôm nay chúng ta ăn uống tất cả những cái thức ăn trong người cũng vậy. Cả nhà biết không, Dung hồi xưa Dung bán cái ngành thuốc bảo vệ thực vật và phân bón của mình đó. Khi mình bán, mình tiếp xúc hàng ngày, mình không nhìn thấy những cái nguy cơ của mình. Nhưng sau khi mình kết thúc cái ngành của mình rồi, mình không kinh doanh nữa. Các bạn biết mình uống những cái dòng thuốc thải độc trong cái cơ thể con người mình, cái mặt mình rồi tay chân mình nó ra cái độc tố rất là nhiều. Đã Dung live stream những cái live trước là cái mặt của mình đang phát cái độc tố ra. Và đến khi cái đó đợt này Dung live, đợt này là đợt thứ tư, thì cái mặt của Dung là nó đỡ rất là nhiều nè. Đó, bây giờ cả nhà nhìn kỹ đó. Bây giờ là những cái mà dụ như độc tố là nó đang đưa lên trên cái mặt của mình, nó còn đốm thôi. Chứ nó không có phải mà bị mấy bữa là nó giống như một cái da rắn á, cả nhà hiểu không? Cái da của mình nó sần lên, nó xùi lên như vậy nè. Đó, cho nên là ai nói là gì? Nếu như mình sống trong một cái môi trường trong lành, một cái không bầu khí quyển trong lành thì cái cơ thể của mình những cái bệnh tật nó sẽ đẩy lùi. Còn mình sống trong một cái môi trường ô nhiễm, cái cơ thể của mình nó sẽ mang rất là nhiều cái nguồn bệnh. Mà mình khi mình đang còn trẻ thì cái sức đề kháng của mình nó lướt. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó cái sức đề kháng của mình bắt đầu là nó có tuổi rồi, nó thụt lùi đi á, nó không còn là dũng mãnh như cái thời thanh niên nữa, bắt đầu cái bệnh nó trở về. Mà các bạn biết không, cái bầu khí quyển và cái môi trường mình sống nó rất là quan trọng nhé. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay á, tất cả giao thông trên thế giới luôn, chứ Dung không nói gì riêng giao thông của Việt Nam. Đó, giao thông ở Việt Nam á, thì Sài Gòn với Hà Nội là một cái điểm nóng thôi, nhưng mà trên toàn cầu tất cả các quốc gia các bạn cũng biết rồi, giao thông hàng ngày kẹt xe, tắc đường, ô nhiễm môi trường, tất cả những cái đó nó phát tán ra. Vậy chúng ta khi mà chúng ta ngồi ở nhà chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà khi chúng ta bước chân ra ngoài đường một cái là chúng ta chỉ cần đi đằng sau một chiếc xe máy thôi, đi đằng sau một chiếc xe hơi thôi, chúng ta thấy chúng ta hít thở những cái gì từ đằng sau, những cái khói bụi đó nó vào trong phổi, vào trong cái hơi thở của chúng ta hàng ngày là chúng ta biết rồi đó. Dung cũng xin chào chào BL nha. Cảm ơn em đã xem livestream. Nói chung là hôm nay là Dung có một cái năng lượng, bởi vì là Dung vừa đi ngoài đường về luôn nè, thì Dung có một cái năng lượng là Dung thấy cái môi trường bên ngoài nó quá ô nhiễm đi. Không thể nào mà mình cứu vãn nếu như mà giao thông mà cứ phát tán hàng ngày như vậy. Chào em cần em Piao nha. Dung chào bạn Bảo Quang. Chào bạn Vân Thanh. Chị chào Khánh Vi nha. Cảm ơn em. Chào bạn Quê Hương ha. Thì Dung vừa đi ngoài vừa về thì Dung thấy là bên ngoài, phía bên ngoài là cái không khí ở bên ngoài nó rất là ô nhiễm một cách là kinh khủng. Vậy thì bây giờ mỗi chúng ta đều phải có mỗi cái ý thức để tự bảo vệ lấy bản thân mình và bảo vệ cho con cái mình, bảo vệ cái môi trường thôi, chứ không một người không thể nào mà bảo vệ được hoàn toàn đó. Thì Dung cũng xin nhấn mạnh với cả nhà rằng
bây giờ muốn bảo vệ thì bảo vệ bằng cách gì đây, để làm gì đây? Cái thứ nhất, bây giờ bên nhà khoa học ông Anatoly Zunicki, ông đã nghiên cứu một cái công trình giao thông mà hơn nửa đời người của ông rồi. Đã khi ông nghiên cứu ra cái giao thông không này, mình dùng cái từ ông thì nghe nó hơi mất lịch sự, dùng từ ngài. Đã ngài đã nghiên cứu ra cái dự án này hơn 40 năm. Đã sau khi nghiên cứu thì ngài cần một cái số vốn để ngài xây dựng tất cả những cái công trình sạch, những cái nguyên liệu sạch và những cái mà để bảo vệ cái môi trường, bảo vệ cái đất, bảo vệ cái hành tinh này cho chúng ta. Đó, thì vậy thì bằng cái cách nào để thầy bảo, để ngài bảo vệ được? Bây giờ ngài thấy là trái đất mình càng ngày càng nóng lên và càng ngày càng bị diệt vong, bởi là do là thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa quá, cái gì cũng văn minh, mà càng văn minh chừng nào họ kêu là hiện đại là hại điện, đúng không? Hiện đại chừng nào thì nó sẽ tồn lại những cái đằng sau chừng đó, những cái có nghĩa là gì? Trong một cái bầu trời thì cái gì màu xanh thì nó sẽ, nếu như mà mọi người thấy ví dụ như là trong bầu trời tất cả màu xanh, một cái khu đó màu xanh, một cái vườn đó màu xanh, hay là một cái địa điểm đó màu xanh, thì tất cả mọi người khi thấy màu xanh như vậy thì ai cũng là gì, đến để mà sống trong cái môi trường màu xanh đó, tại vì ai cũng mong muốn là mình có một cái không khí xong sống trong lành và sạch sẽ hết. Vậy thì nếu như ai cũng đổ số vào cái màu xanh đó để mà giành giật lấy cái màu xanh thì cái màu xanh đó nó sẽ trở thành màu đỏ, đúng chưa? Bởi vì là gì, cái gì mà nó đang còn nguyên thủy thì nó không sao, nhưng mà khi một khi mà đã tàn phá rồi thì nó sẽ trở về một cái không còn nguyên thủy nữa. Chính vì vậy thì chúng ta bảo vệ bằng cách như thế nào? Chúng ta bảo vệ bằng cách là gì? Bây giờ là chúng ta phải xây dựng cái hành tinh này cùng với ngài Anatoly Zunicki. Ngài Anatoly Zunicki là ngài đã gì, nghiên cứu cái dự án này hơn 40 năm rồi. Bây giờ bằng cách là gì, chúng ta cùng ngài góp vốn vào để xây dựng cứu cái hành tinh này. Còn mọi người bây giờ mà đứng bên ngoài mà cứ chờ là cái hành tinh này á, để mà nó trong xanh sạch đẹp, mà nếu như không có những người giống như ngài Anatoly Zunicki đứng ra để mà làm những cái điều vĩ đại như vậy thì tất cả chúng ta là gì, đều diệt vong do cái môi trường gây nên hết. Đó. Thì Dung á, là Dung sống trên Buôn Ma Thuột thì cái không khí trên đó nó đỡ ô nhiễm hơn ở Sài Gòn rất nhiều, đỡ ô nhiễm hơn Hà Nội rất nhiều. Nhưng mà bây giờ nó cũng nặng, kẹt xe tắc đường ở tại thành phố Buôn Ma Thuột rồi chứ không phải không. Đó, ví dụ vào những cái giờ cao điểm đưa đón con cái là đều bị kẹt xe tắc đường hết. Hoặc là dụ như những cái mùa mà mưa nước nó về thì xe hơi rất là nhiều. Đó thì chính vì vậy thì cái sự phát thải ra không khí là do giao thông mình gây nên rất là cao. Đó, bây giờ là có cái tất cả những cái năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời. Con người chúng ta ngày hôm nay là gì, sử dụng những cái mà nó mang cái tính chất là gì, bảo vệ môi trường. Thì các bạn thấy là thế giới đang hướng về, chứ không riêng gì là xã hội, không riêng gì một mình quốc gia Việt Nam hướng về. Đó, vậy thì ngày hôm nay nếu như chúng ta không biết bảo vệ thì giống nói là vài năm sau, nó không phải là riêng con Covid này nữa mà nó có rất là nhiều cái loại virus khác. Bởi vì cái môi trường càng ô nhiễm chừng nào thì nó lại sinh sôi nảy nở những cái mầm bệnh chừng đó. Nhưng mà khoa học rồi Tây y, tất cả những cái ngành mà tiên tiến sau này nó thực sự là cũng bó tay với lại cái môi trường luôn, chứ đừng có nói mà y học hiện đại để mà cứu vớt được. Y học bác sĩ vẫn là chết do bệnh bình thường, đúng không? Bởi vì là bác sĩ chỉ là cứu người, không cứu được trái đất, không cứu được cái môi trường đó. Nên là khi môi trường phát tán ra những cái không khí ô nhiễm rồi gây nên những cái hệ lụy về sau thì bác sĩ cũng bó tay đó. Cho nên là chúng ta bằng cách nào là gì, bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường. Hãy chúng ta góp sức để bảo vệ môi trường bằng cách là gì, đưa những cái công nghiệp sạch về, xây dựng những cái năng lượng tái tạo bằng mặt trời, điện năng và gió. Nó xây dựng những cái đó để lấy từ thiên nhiên trở về với trái đất của chúng ta. Còn chúng ta bây giờ cứ dùng những cái sản phẩm rồi những cái công cụ mà mang cái tính là thời thượng thì càng ngày mình càng hủy diệt cái trái đất của mình đi. Đó. Thì ngày hôm nay Dung đang là gì? Một cổ đông và cùng là đối tác của tập đoàn Skyway. Skyway là con đường trên không sử dụng bằng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, điện năng và gió, bảo vệ được cái hành tinh chúng ta, bảo vệ được trái đất chúng ta. Đó. Vậy thì chúng ta không ủng hộ ngài Anatoly Zunicki để mà cứu lấy trái đất thì chúng ta ủng hộ cho ai đây? Chúng ta bảo vệ cái gì đây? Đúng không? Cái công trình giao thông này đến bây giờ là đã đi đến 95% rồi. Nó chỉ còn nằm khoảng tầm 5% nữa thôi thì sẽ khép lại cái chương trình gọi vốn cổ phần gốc của tập đoàn.
Đó. Vậy thì bây giờ các bạn chung tay góp sức vào với ngài Anthony Yuki để xây dựng cái hành tinh này, cứu lấy cái hành tinh này cho đời mình, đời con, đời cháu, đời chắc của mình về sau đó, chứ không riêng gì bản thân của mình đâu. Bởi vì sao? Đã nói là từ giờ đến năm 2050, nếu môi trường không được bảo vệ, trái đất không được bảo vệ thì sẽ bị tận thế bằng cách là gì? Con người mình sẽ bị diệt vong bởi là do thiên tai bệnh tật gây nên. Mà đặc biệt là cái bệnh tật có rất nhiều loại virus, có rất nhiều loại vi khuẩn mà chúng ta không nhìn thấy nó phát tán ở trong không khí bởi vì do bầu không khí ô nhiễm quá. Đó. Vậy thì cái Skyway này nó ra đời để nó cứu luôn cái hành tinh chúng ta ở thế kỷ 21 và thế kỷ 22 luôn, chứ không phải là một thế kỷ 21 đâu. Nên là cả nhà mình nó là cố gắng làm sao để mà tìm hiểu, hiểu được cái giá trị Skyway nó là gì. Nó là một cái dự án giao thông trên không chạy bằng năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, điện năng và gió. Đó, tất cả mọi cái là gì, nó dùng bằng cái nhiên liệu tự nhiên hết, chứ nó không có dùng những cái nhiên liệu hóa thạch. Đó, bây giờ chúng ta nghĩ nè, con đường của chúng ta hàng ngày chúng ta đi bê tông, sắt thép và gì, con người càng ngày càng sinh sôi nảy nở, nhưng đất có sinh sôi nảy nở không, đúng không? Vậy thì khi mà cái tỷ lệ giao thông quá nhiều thì đường buộc phải mở ra chừng nào thì bê tông sắt thép chừng đó. Vậy thì không có một cái đất nào, một cái vùng đất nào mà nó chịu nổi cái sự bê tông sắt thép của con người mình gây nên. Cho nên là chúng ta bảo vệ cái môi trường bằng cách là gì? Hãy ủng hộ, góp vốn cùng với ngài Anthony Yuniki để xây dựng cái hành tinh này, cứu cái hành tinh này để bảo vệ cái môi trường, bảo vệ trái đất của chúng ta. Đó, còn muốn góp vốn xây dựng như thế nào thì cái đó là Dung hàng ngày, hàng tuần Dung đều đăng bài, hàng ngày Dung đều đăng bài, hàng tuần là Dung livestream ít nhất 2 đến 3 buổi. Đó, bạn nào muốn mà tìm hiểu để mà góp vốn xây dựng cái hành tinh này, cứu cái hành tinh này thì cứ liên hệ với Dung trên trang Facebook mà Dung đang có đó. Đó thì Dung cũng nói qua về cái bầu không khí ô nhiễm môi trường của chúng ta. Thì giờ Dung phân tích một xíu về cái chiến lược của tập đoàn mình. Chiến lược của tập đoàn mình là gì? Tất nhiên là trong kinh doanh thì ai cũng có sự cạnh tranh hết, đúng không? Sự cạnh tranh này ở đây là gì? Cạnh tranh về sản phẩm, cạnh tranh về giá cả, cạnh tranh về cái dịch vụ. Đó, vậy thì bây giờ cái dự án Skyway này nó ra đời, nó đáp ứng cho chúng ta những cái gì? Cái thứ nhất, thân thiện với môi trường, tránh được tình trạng ùn tắc giao thông, ách tắc giao thông, tai nạn giao thông, không sử dụng con người lái, và chi phí của nó rất là rẻ. Đồng thời nữa là gì? Nó độc quyền. Nếu như để có một cái công trình giao thông thứ hai này thì phải là nói là phải có cái ngày Anthony Yuniki thứ hai, và nghiên cứu Dung cho là cái ngày thứ hai, ngày thông minh hơn ngày thứ nhất đi, thì nghiên cứu mất cũng phải là 20 năm mới ra được cái công trình này. Nhưng mà xin thưa với các bạn rằng 1000 năm nữa có thể có và có thể không bao giờ có ngày Anthony Yuniki thứ hai. Đó. Thì hôm nay Dung chia sẻ thì Dung nói hơi nặng, hơi mạnh một xíu, bởi vì là mình vừa đi ngoài đường về, mình thấy cái không khí môi trường ở đây nó rất là ô nhiễm một cách kinh khủng luôn. Mình đi mà nếu như mà mình nói thật sự, mình nếu mình không ngồi trên xe hơi thì mình đi xe máy thì mình không thể chịu nổi. Bởi vậy mình về đây mình tốn tiền taxi rất là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là bảo vệ sức khỏe mình là chính. Bởi vì mà mình nếu như mình sợ tốn tiền taxi mà mình đi xe máy thì mình hít thở cái không khí, những cái ô nhiễm bên ngoài nó còn bệnh tật hơn rất là nhiều, gây cho cái con người mình nó nhiều bệnh mà có khi là không có chữa được nữa kia. Đó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây cố gắng là chung tay góp sức làm sao để bảo vệ cái trái đất này với ngài Anthony Yuniki. Dung chào bạn Nguyễn Hòa nha. Chào bạn Phan Văn Dũng. Chú Dũng, con chào chú nha. Chào bạn Nguyễn Quyền. Trịnh Trấn, em chào anh Trịnh Trấn đang xem livestream ạ. Chào bạn Trần Minh Kiều. Chào bạn Khánh Nguyễn. Chào bạn Hà Thu. Chào em Linh Mỹ nha. Lâu ngày quá, bữa nay chị về đây rồi không có ở trên đó nữa nên không ủng hộ mặt hàng của em ha. Chào em Nguyễn Đình Phụng nha. Chào bạn Phạm Đình Kiên. Xin chào bạn. Em chào anh Lâm. Chào Lâm MC nha. Lâu ngày quá anh. Em chào thầy Mai Đức Thắng ạ. Chúc thầy buổi tối vui vẻ.
Chào em Thanh Võ. Và Dung xin chào tất cả cả nhà mình đang xem livestream của Dung ở trên Facebook. Đó thì Dung nói thực sự là bây giờ trái đất của mình càng ngày càng ô nhiễm, càng nóng lên. Covid thì hùng hoành quay trở lại. Mà nhà nhà, người người chúng ta ai cũng là gì? Đang chống, có nghĩa là đang phòng chống rồi đối phó với lại Covid. Nhưng mà nói thực sự là gì? Chúng ta phòng chống đối phó với bằng cách là ở ẩn trong nhà thôi. Chứ nếu bước ra ngoài đường không khí nó ô nhiễm như vậy thì chúng nói là một ngày đó, nào đó Covid nó sẽ phát tán ra không khí, chúng ta không thể nào mà tránh khỏi đâu. Đó, vậy bây giờ chúng ta muốn Covid nó lùi trở lại và nó biến mất trên cái thế giới này thì phải gì? Chúng ta góp sức với ngài Anthony Yunicki để xây dựng cái công trình giao thông của ngài theo một cái chiều hướng của ngài và cái ước vọng của ngài và những cái ý nguyện và những cái tâm huyết của ngài là gì? Một cái môi trường trong xanh sạch đẹp với công nghệ giao thông chạy bằng năng lượng tái tạo, điện năng và gió. Đó thì chỉ có như vậy thì mới bảo vệ được môi trường thôi cả nhà. Cho mình nói là bây giờ cái giao thông là nó phát thải ra, mình hay nói đó, ra phát thải ra cái lượng khí thải hàng ngày là cái khí CO2 á, tức là khí độc á, phát ra là tới 70% cái lượng khí CO2 do giao thông gây nên. Đó nên là Việt Nam mình chỉ cần là gì? Giãn cách ly xã hội, thế giới giãn cách ly xã hội một cái là cái môi trường của mình nó trở lại công lành bình thường. Đó, vậy thì bây giờ nếu chúng ta không có xây dựng để mà cứu hành tinh cùng với ngài Anthony Yunicki thì chúng ta sẽ không bao giờ còn cái cơ hội để mà tồn tại trong cái cuộc sống này nữa. Chứ không có phải là ngày hôm nay các bạn làm ra nhiều tiền rồi các bạn mua xe sang rồi các bạn xây những cái căn biệt thự này kia, những cái đó nó không có ý nghĩa gì hết các bạn. Không có ý nghĩa so với cái môi trường nó bị ô nhiễm đâu. Nên là chúng ta phải gì? Chúng ta góp sức với ngài để cứu lấy cái hành tinh này. Và ngài thực sự là ngài cũng không cần là chúng ta ủng hộ cho ngài 50 đô, 100 đô làm gì hết đó. Nhưng mà cái tâm của ngài hướng về tất cả nhà nghèo nè, những người không có điều kiện nè, những người thiếu may mắn trong xã hội nè, ví dụ như người khuyết tật. Đó, ngài sản xuất ra cái xe điện dành cho người khuyết tật. Và ngài cho nhà những cái nhà nghèo, có nghĩa những cái người mà không có nơi nương tựa, những cái người bán vé số, những người vô gia cư đó, có thể là mua một cái gói cổ phần 50 đô, 100 đô, 200 đô, 250 đô. Đó, 50 đô hết 1 triệu 2, 100 đô hết 2 triệu 4, 250 đô là hết 6 triệu. Thì đối với những cái người mà nghèo khổ nhất trong xã hội, họ cũng có thể tích lũy được 1 triệu 2, 2 triệu 4. Đó, tại sao chúng ta không chung tay góp sức với ngài, vừa gì? Vừa được thay đổi cuộc sống, vừa được bảo vệ môi trường và đồng thời nữa là gì? Vừa được gia tăng cái tài sản về sau để sau này cho con cái chúng ta bớt khổ. Đó, nếu như chúng ta mà hiểu được cái giá trị của ngài Anthony Yunicki, nghiên cứu hơn 40 năm, hy sinh nửa cuộc đời để mà có cái giá trị ngày hôm nay chúng ta đón nhận, tại sao chúng ta không đồng hành cùng với ngài? Đúng không cả nhà? Cả nhà chúng ta là gì? Thường thường là gì? Dung đi chia sẻ nhiều Dung hiểu. Khi mà đầu tư vào một cái số lượng tiền nào đó là bao giờ cũng hỏi về cái lợi nhuận của mình trước. Đó, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng không có cái gì mà tự nhiên nó đến hết. Ví dụ như mình có bỏ ra một cái số tiền mình mua cái cổ phần mình tích lũy thì mình cũng phải chờ công ty người ta làm ăn, người ta thương mại ra, người ta có lợi nhuận người ta mới chia cho mình. Chứ không phải là bỏ vô ngày hôm nay ngày mai đòi được tiền. Nếu như bỏ vô ngày hôm nay ngày mai đòi được tiền thì các bạn là gì? Lấy chính đồng tiền các bạn trả cho các bạn. Hoặc là các bạn lấy cái tiền của người đi sau các bạn trả cho người đi trước thôi. Đó, chứ không có một cái công trình nào mà người ta làm ăn thực của người ta mà bỏ cái đồng tiền vô là có lại liền, có lợi nhuận liền đâu. Kể cả ví dụ bây giờ các bạn đi bán một cái thúng rau thôi, các bạn cũng vào vườn các bạn mua, các bạn cắt rồi các bạn ra ngoài chợ các bạn bán xong rồi khi đó là các bạn mới có cái lợi nhuận đem về, chứ đâu phải là các bạn đưa tiền rau cho họ xong thì các bạn có lợi nhuận ngay đâu. Đó là mình nói một cái đơn giản nhỏ nhất. Còn đây là một cái công trình giao thông người ta rất là vĩ đại, người ta rất là lớn. Vậy thì các bạn biết không, có nhiều anh chị là đầu tư từ năm 2016, 2014 đến bây giờ người ta vẫn chờ đợi, bởi vì người ta hiểu được cái giá trị này. Và theo bản thân Dung nè, khi Dung hiểu được giá trị của ngài Yunicki á, Dung nói ví dụ công trình nó không thành công, Dung vẫn cảm thấy hài lòng và Dung cũng cảm thấy là ủng hộ cùng với ngài. Bởi vì sao? Cái cuộc đời của ngài á, hy sinh và nghiên cứu để mà cứu lấy cái hành tinh này hơn 40 năm, nửa cuộc đời của ngài,
Thì ví dụ như Ngài có không thành công đi nữa thì Dung vẫn cảm thấy ủng hộ Ngài, bởi vì cái tâm của con người Ngài quá tốt đi. Đó, nhưng mà đó là Dung nói thôi, chứ còn mà công trình chúng ta hiện tại là đã thương mại và đã có lợi nhuận rồi, chứ không phải là nó đang còn trên bản vẽ nữa. Vì vậy là nhà đầu tư chúng ta đầu tư tại thời điểm này, cái thứ nhất được gói ưu đãi của tập đoàn cho mình những cái gói ưu đãi rất là lớn. Trước nay khi mà Dung đầu tư, ví dụ cái gói 5.000 đô đó, Dung đầu tư được có 210 cổ phần thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình đầu tư cái gói 5.000 đô mình được tới 500.000 cổ phần. Đó, vừa được ưu đãi, vừa được xây dựng, cứu lấy cái hành tinh này, và đồng thời nữa là gì? Ủng hộ góp sức cùng với Ngài Anatoly Yunuski để mà xây dựng cái công trình càng nhanh càng tốt, thương mại ra thị trường cho nhiều quốc gia chừng nào thì sẽ bảo vệ cái môi trường trở lại trong xanh sạch đẹp chừng đó. Đó, thì hạnh phúc quá. Chào bạn Hồng Bình Sơn nhé. Chào bạn Bùi Xuân Nhẫn. Chị chào Nông Mao nha. Tuyệt vời quá. Đội cứu hành tinh. Cảm ơn em. Con chào cô Lệ ạ. Giảm động cơ đốc công. Đúng rồi. Có nghĩa là gì? Mình giảm động cơ đốc công, giảm nguyên liệu, giảm những cái vật liệu, nguyên liệu, những cái mà gây nên làm ô nhiễm môi trường đó, thì chúng ta càng giảm chừng nào thì cái đất chúng ta được bảo vệ chừng đó, môi trường chúng ta được bảo vệ chừng đó. Đó, còn ngày hôm nay chúng ta ngồi đây mà chúng ta cứ bịt khẩu trang nó có nghĩa lý gì đâu cả nhà. Thực sự là khẩu trang là chẳng qua gì, bịt vào để chúng ta khi nói nó không có bị truyền cái hơi thở qua với nhau thôi. Nhưng mà nếu như không khí càng ngày càng ô nhiễm lên thì chúng nói sau này hả, không những Covid mà nó còn cái cô gì nữa, nó phát tán ra không khí rồi nó phát tán trong cái môi trường chúng ta sống, thì khi đó chúng ta bịt kiểu gì, đúng không? Khi đó chúng nói là không có ai mà chống được nữa hết, khi mà môi trường ô nhiễm, không khí ô nhiễm, tất cả cái gì cũng ô nhiễm. Đó, hiện tại giờ nè, Việt Nam chúng ta bây giờ là ăn uống tất cả cái gì cũng độc hại, tính ra tỷ lệ ung thư của Việt Nam cao nhất thế giới. Đó, nhưng mà nhiều người người ta biết là như vậy nhưng người ta vẫn cố làm, bởi vì là vì cái mưu cầu của cuộc sống và đồng thời vì cái lòng tham nữa. Bởi vì trước đây khi mà Dung bán những ngành bảo vệ thực vật, Dung biết có nhiều người đi mua nhiều cái thuốc rất là độc hại. Nhưng mà đặc biệt cửa hàng mà mình không bán những cái hàng độc hại đó, mình làm ăn là mình nói chung là mình cũng phải để là một cái tâm và một cái đức của mình về sau, mình không bán những cái chất hàng cấm, những cái hàng độc hại này kia. Nhưng mà Dung thấy là ví dụ một số anh chị làm rau, trồng rau củ quả này kia đó, chuyên đi săn lùng và mua những cái hàng Trung Quốc, hàng cấm, hàng không có trên thị trường, không có thương hiệu, để về bơm xịt, rồi để về mà làm sao để cái củ nó nhanh lớn trước cái thời gian thu hoạch để mà thu cái lợi nhuận, rồi làm sao để cây rau ví dụ như trồng trong vòng vài ngày thôi là phải thu hoạch. Đó, người ta có nghĩa là con người mình tự hại con người mình, tự mình giết mình thôi chứ đâu có ai giết đâu. Có nhiều người ví dụ như trồng rau không bao giờ dám ăn rau, trồng cái củ đó không bao giờ dám ăn cái củ đó. Vậy thì bây giờ sao các anh chị không đặt cái bản thân của mình vào những cái người đi mua hàng, đúng không? Những cái người đi mua hàng người ta gì, người ta không nhìn thấy. Nhưng mà nếu như mình bán những cái sản phẩm đó cho những cái người mua hàng, người ta ăn, người ta hấp thu vào trong cái cơ thể thì người ta xảy ra bệnh tật này kia. Lương tâm của các bạn ở chỗ nào? Các bạn để ở đâu? Đó, cho nên riêng cái cửa hàng mình trước đây mình bán đó, nếu như những người nào đang xem Facebook của mình, đang xem livestream của mình sẽ hiểu. Mình không bao giờ mình bán những cái hàng cấm, hàng độc hại, những cái hàng không có thương hiệu. Mình luôn luôn mình tuân thủ theo những cái điều lệ mà dù hàng phải có đầy đủ nhãn mác, phải chất lượng. Mình không có làm ăn mà giống như những người khác. Đó nên ngày hôm nay khi mà Dung bắt đầu là chuẩn bị, Dung nghĩ cái cửa hàng của Dung, rất nhiều người người ta tiếc, người ta nói là em nghĩ rồi chị không biết mua hàng ở đâu. Đó, thì Dung vẫn là thầm cảm ơn những cái khách hàng họ trung thành với mình nhiều năm như vậy. Bởi vì khi họ mua thuốc của mình, mua phân của mình, họ về họ xài, họ thấy cái giá trị của nó. Mình bán thì nói chung cái giá bao giờ nó cũng cao hơn những cửa hàng khác hết. Nhưng mà hàng mình là hàng đạt chuẩn chất lượng, không có hàng đệu, hàng nhái, không có hàng cấm và không có những cái hàng mà không rõ nguồn gốc. Đó, nên là dù những người nào khi họ đã mua hàng mình rồi họ biết và họ hiểu. Thì đó là Dung cũng đang nói về cái sự bảo vệ môi trường một xíu. Thì giờ Dung chia sẻ cái nguồn thu nhập của gia đình nè. Nguồn thu nhập gia đình, ví dụ ngày hôm nay chúng ta bây giờ đang ngồi ở nhà Covid, giãn cách ly xã hội, rồi có một số vùng thì nói chung là phải là cách ly tập trung một số vùng. Vậy thì bây giờ cái nguồn kinh tế của cả nhà mình làm gì để mà khắc phục đây, đúng không? Bây giờ chúng ta đang sống ở thời đại 4.0,
thì cái 4.0 nó rất là quan trọng. Quan trọng vì sao? Cái nguồn thu nhập của chúng ta, nếu mà chúng ta cứ kinh doanh theo kiểu mà truyền thống như ngày xưa, ví dụ như một doanh nghiệp mở ra là phải có cơ sở đồ sộ, phải bao nhiêu chiếc xe tải, rồi xe hơi, rồi xe này xe kia chạy ra chạy vô nườm nượp, rồi bao nhiêu con người vận hành tất cả mọi cái đó thì mới gọi là doanh nghiệp, mới gọi là sự giàu có. Nhưng mà những cái đó bây giờ nó lỗi thời rồi nha cả nhà. Bởi vì là một cái doanh nghiệp bây giờ người ta không cần là phải phô trương, người ta không cần phải là đồ sộ, người ta không cần là bao nhiêu con người vận hành như vậy đâu, chỉ cần nằm trong cái túi quần của các bạn thôi. Cả nhà mình có hiểu là nằm trong túi quần là như thế nào không ạ? Có ai ở trong này hiểu không? Doanh nghiệp nằm ở trong túi quần là gì? Có nghĩa là các bạn sử dụng điện thoại, các bạn chỉ cần biết sử dụng điện thoại, biết cách kiếm tiền trên chiếc điện thoại, thì cái doanh nghiệp của bạn nằm ở đó. Có nghĩa là các bạn ngồi ở nhà các bạn cũng kiếm ra tiền, các bạn đi chơi các bạn cũng kiếm ra tiền, các bạn đi du lịch các bạn cũng kiếm ra tiền. Chứ không có nhất thiết là các bạn phải xây một cái kho, xây một cái nhà to lớn lên hoành tráng, rồi sắm bao nhiêu chiếc xe tải, sắm bao nhiêu con xe hơi, rồi cả mấy chục con người bên dưới điều hành, vận hành, rồi làm mọi công việc, tất cả mọi thứ thì mới gọi là doanh nghiệp đâu. Doanh nghiệp càng lớn càng to chừng nào thì phá sản nhanh chừng đó. Bởi vì là gì? Tất cả những doanh nghiệp ở Việt Nam mình mở ra thì theo Dung được biết, chỉ đếm trên đầu ngón tay là nguồn vốn người ta gì, người ta tích lũy lại nhiều thôi. Còn lại là cái tỷ lệ mà cái nguồn vốn là toàn là vốn của ngân hàng, vốn vay mượn hết. Đó. Vậy thì khi mà cái nguồn vốn ngân hàng, vốn vay mượn mà nếu như mà Covid mà đóng cửa lại kéo dài một thời gian thì phá sản hết, chứ lấy ở đâu ra nữa mà kêu là doanh nghiệp này với doanh nghiệp kia. Cho nên là Dung trải qua trong cái thời gian kinh doanh là Dung biết nhà Dung bao nhiêu chiếc xe tải, bao nhiêu chiếc xe con, bao nhiêu con người vận hành, đúng không? Cuối cùng đồng tiền bỏ ra thu lại rất là thấp, bỏ ra thì nhiều, thu lại thì kém. Rồi hả, bán nợ cho người ta đi đòi nợ giống như đi xin á. Đó. À, nhiều khi hả, đầu óc của mình hả, đang có nghĩa là nó đang là yêu đời như vậy đó, bắt đầu cầm tới cái điện thoại gọi đòi nợ cho vài người thôi là bắt đầu là gì, cái cục tức nó nổi lên trên này, nó nằm lên ở trên này. Đó, cho nên là doanh nghiệp bây giờ không phải là cơ sở đồ sộ đâu nha cả nhà. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, cho nên là chúng ta không phải là nằm ở trong cái sự kinh doanh truyền thống như ngày xưa nữa. Đó, thì Dung nói bên kênh này thì các bạn xem á, mà có đụng chạm đến bạn nào á, thì bạn đó tự hiểu. Bởi vì mình trước đây mình đã vận hành qua cái cách đó rồi nên là mình biết. Đó, ngày hôm nay mình chỉ chiếc điện thoại thôi, nhưng một tháng mình làm ra một cái số tiền rất là khủng. Số tiền rất là nhiều, mình không tiền tiết lộ thôi. Nhưng mà số tiền đó hiện tại thì mình đang tích lũy cổ phần, để sau này mình có cơ hội mình đổi đời lớn và mình quay lại mình giúp cho những cái người mà kém may mắn, những cái người mà khó khăn trong cuộc sống ở tại nơi mình sinh sống và mình lớn lên. Tại nơi mà ngày xưa mình kinh doanh buôn bán, khi mà mình bỏ cái ngành cái nghề mình rồi là mình đã nung nấu cái ý nghĩ như vậy rồi. Đó, ngoài ví dụ như khi mà cái số tiền của mình sau này mình có rồi thì ngoài cái việc mình trang trải cuộc sống, mình lo cho con cho cái rồi thì mình sẽ đi làm từ thiện, và mình không làm ở đâu xa hết. Mình làm chính nơi mà mình sinh sống, mình lớn lên, chính nơi mà mình làm ăn luôn. Bởi vì là khi mà mình tiếp xúc với người nông dân là mình hiểu được cái nỗi khổ của người nông dân họ như thế nào. Đó nên là ngày hôm nay ví dụ như các bạn á, muốn đổi đời thực sự, nói thực sự với các bạn, 1.000 đô 24 triệu, không phải không ai không có đâu. Nhiều nhà ví dụ người ta khổ nhưng người ta vẫn có cái số tiền đó để người ta mua. Hoặc là 500 đô là 12 triệu vẫn có, nhưng mà chẳng qua các bạn không có đủ niềm tin, các bạn không dám đột phá, các bạn không dám bước lên thêm một cái nấc thang nữa. Các bạn cứ đứng ở dưới đất để các bạn giữ cái sự an toàn, chứ không ai không có cái số tiền đó để có cơ hội đổi đời đâu. Đó, thì các bạn cứ nghĩ là sợ lừa đảo. Giờ Dung hỏi các bạn nè, một cái công trình mà của nhà khoa học họ hy sinh nửa cuộc đời để họ nghiên cứu, vậy thì họ lừa đảo các bạn họ được gì, đúng không? Giờ có nhiều người nói ở nước ngoài thì nói như vậy, nhưng khi nó về Việt Nam thì nó khác. Xin thưa với các bạn, ở nước ngoài hay ở Việt Nam nó đều như nhau, tại vì cái này là gì, nó trên toàn cầu lận. Nó không về Việt Nam đi nữa thì tập đoàn người ta vẫn xây dựng, người ta vẫn hoạt động, rồi người ta vẫn đi đến đích.
chứ không phải là chờ đến Việt Nam, chờ đến những cái đồng tiền của các bạn ở Việt Nam để đầu tư vào những cái gói nhỏ lẻ như vậy người ta mới thành hoàn thành được cái công trình người ta, nó không phải như vậy. À, chào bạn Vĩnh Trần Thế, chị chào Đặng Thảo nha. Em chào anh Quá Huynh đang xem livestream. À, Dung cũng xin cảm ơn cả nhà đang xem livestream của Dung. À, nói thật sự là hôm nay là mình cũng có nhiều cái vấn đề về Covid đó, mình thấy là nó đang yên đang lành, xong bắt đầu là mọi nơi giãn cách xã hội rồi bị cách ly rồi tất cả mọi cái, nên là thấy bắt đầu Covid nó bùng phát, nó quay trở lại. Mà nếu như chúng ta mà cứ đi theo cái con đường kinh doanh truyền thống rồi cứ đi theo cái cách mà hoạt động giống như chúng ta từ xưa giờ ông bà bày sao bây giờ làm vậy, thì chúng nói là càng ngày càng tụt hậu, càng ngày càng bị xã hội người ta đào thải thụt lùi hết. Chào chị Dung xinh nhé, Dung cảm ơn Hương Thảo nha. À, chúc Hương Thảo một buổi tối vui vẻ. Hôm nay thì nói chung là Dung cũng cảm thấy cái da mặt của mình nó cải thiện rất là nhiều đó. À, những cái ngày mà Dung thải độc có cái da mặt nhìn rất là sợ, nhìn rất là kinh khủng. Chính bản thân Dung cũng không dám soi gương vào để nhìn mình nữa đó, chứ đừng có nói là ai nhìn vào mình. Bởi vậy là mình nói là trước nay mình sống trong một cái môi trường mà nó ô nhiễm, nhưng mà mình không nhận ra điều đó. Mình vẫn biết là bán những cái ngành nghề đó nó vẫn có sự độc hại, nhưng mà không nghĩ là nó độc hại đến mức như vậy. Tại vì Dung là hầu như là cái người tiếp xúc 24/7 trên một ngày, tiếp xúc rất là nhiều, buôn bán rồi kê toa bốc thuốc tất cả mọi cái, là mình là hầu như là mình trực chiến ở đó đó, cho nên là cái sự ô nhiễm của mình là nó ngấm sâu vào ở trong cái máu của mình rất là nhiều. Ngày hôm nay mình đào thải ra là mình thấy là một cái giống như là một cái sự sống mà nó mang lại cho mình hoàn toàn là lột xác từ bên trong lẫn bên ngoài đó. Có nghĩa mình lột xác từ bên trong là gì, mình có những cái kiến thức và những cái công cụ để mà mình xây dựng một cái doanh nghiệp của mình theo ngài Anatoly Unikki. Và các bạn biết khi mà các bạn xây dựng cái doanh nghiệp cùng với ngài thì cái doanh nghiệp này nó trường tồn luôn, không bao giờ nó mất đi. Các bạn hưởng hết đời các bạn, nó đến đời con đời cháu các bạn mãi mãi về sau, trừ khi các bạn sang nhượng lại cái doanh nghiệp này cho người khác thì người khác họ sẽ hưởng đó. Thì bạn nào muốn tìm hiểu sâu để mà tham gia đồng hành cùng với ngài Anatoly Unikki, góp một cái số vốn nhỏ lẻ của mình để mà cùng ngài bảo vệ môi trường, bảo vệ cái hành tinh này, thì cứ liên lạc inbox với Dung. Dung bây giờ Dung không đọc số điện thoại của mình nữa, bởi vì là số điện thoại Dung cũng đã đọc rất là nhiều lần rồi. Thì nếu bạn là trên Facebook thì cũng biết thông tin của mình, thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Đó, chứ không phải là ngày hôm nay mình lên mình chia sẻ hay là mình nói gì để mình lôi kéo các bạn, hay là để mình mời chào các bạn, mình gọi các bạn đâu. Bởi vì ngài Anatoly Unikki là ngài không cần những cái đó. Ngài muốn bảo vệ hành tinh này, ngài muốn bảo vệ cái đất này vì nhân loại. Thì Dung hiểu được cái giá trị của con người của ngài, thì Dung cũng đồng hành với ngài để mà Dung bỏ ra một cái chút công sức của mình để mà xây dựng cùng với ngài thôi. Đó, cho nên là cả nhà của mình là phải hiểu rằng khi á, tất cả ngoài kia những cái dự án là dự án kia á, người ta đánh vào lòng tham của cả nhà mình hết. Để là gì? Khi các bạn bỏ tiền ra các bạn muốn có tiền lợi nhuận thu về ngay mà. Câu đó thì ai cũng hỏi mình hàng ngày hết. Bây giờ tôi đầu tư vô đây tôi được cái gì? Bao lâu tôi nhận được tiền về? Bao lâu là tôi có lãi? Đó, những cái câu thì Dung gặp thường ngày mà. Thì tất nhiên là tiền ai bỏ ra thì cũng sót hết chứ, cũng sợ mất chứ, cũng phải muốn nhận lợi nhuận về, muốn nhận gốc về chứ, đúng không? Nhưng mà các bạn phải hiểu nè, ví dụ các bạn đi trồng một cây cà phê, từ khi các bạn bắt đầu mua cái hạt cà phê về các bạn ươm, các bạn gieo lên, các bạn cho vào bầu và bịch, sau đó các bạn đưa ra rẫy các bạn trồng, thì trong cái quá trình trồng đó là 3 năm sau các bạn mới thu được trái bói, và bước sang năm thứ năm trở đi thì các bạn thu mới được năng suất cao. Vậy thì trong quá trình các bạn trồng cây, các bạn đã đầu tư vào cho nó 5 năm các bạn mới có lãi, các bạn mới bắt đầu là có cái doanh thu về. Thì giờ ngày hôm nay các bạn đi đầu tư cũng vậy thôi, các bạn mua một cái số lượng cổ phần nhất định, các bạn nắm giữ,
thì các bạn cũng phải chờ tập đoàn người ta thương mại ra thị trường, người ta làm ăn có lợi nhuận, người ta mới chia cho các bạn. Chứ các bạn đừng có nghĩ là đồng tiền của bạn bỏ vào đây nó quá lớn, nếu không có mình chắc tập đoàn nó không thành công. Không phải vậy đâu. Trên thế giới là gần 8 tỷ dân. Thì nếu như mà không người này đầu tư thì người khác đầu tư. Chẳng qua ví dụ như cái tỷ lệ người đầu tư người ta biết đến ít thì cái sự đầu tư nó sẽ kéo dài hơn, bán cổ phần nó sẽ kéo dài hơn. Còn nếu như mà nhiều người biết thì nó sẽ hết nhanh hơn. Vậy thôi. Giống các bạn xây một căn nhà, ví dụ các bạn dự tính là căn nhà đó bắt các bạn xây một năm xong. Nhưng bây giờ ví dụ mưa sa bão táp, gió bão làm gián đoạn công trình, vật liệu xây dựng thì cung ứng không đủ, thì căn nhà đó có thể nó kéo dài 2 năm bình thường mà, đúng không? Chúng thấy có nhiều người xây một cái căn nhà rất là bình thường luôn, kéo dài mất cả năm. Còn nếu mà xây biệt thự thì sao? Có khi mất cả 2 năm. Đó thì đó là chuyện bình thường. Nhưng cuối cùng căn nhà đó nó vẫn hoàn thiện, đúng chưa cả nhà? Nó hoàn thiện rồi thì khi đó căn nhà chúng ta vào chúng ta ở thôi, chúng ta sử dụng thôi. Bây giờ mình đi đầu tư cũng vậy. Kể cả mình mua một mảnh đất cũng vậy, mình muốn có lợi nhuận thì mình cũng phải mất một thời gian mình mới có lợi nhuận, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Đâu có phải là đầu tư vào một cái là bắt đầu là mua miếng đất đó ngày hôm nay ngày mai bán có lợi nhuận ngay đâu, hoặc là ngày mốt, hoặc là tuần sau, tháng sau, năm sau bán là có lợi nhuận nhiều về đâu. Tuần sau, năm sau, tháng sau thì có khi là gặp may, gặp mối thì bán có lợi nhuận, còn nếu không gặp may, gặp mối thì cũng là gì, không thể bán được, đâu phải đơn giản. Đó thì ngày hôm nay á là cái chào bạn Loan Trương nhé. Dung chào bạn, chào anh Quán nè, lâu ngày quá. Bữa nay công việc như thế nào rồi anh Quán ơi? Em nay em rời đất Minh cũng khá lâu rồi, nói chung là nửa năm rồi không có được gặp khách hàng thì cũng rất là nhớ. Thì thỉnh thoảng em like ở trên này thì em vẫn gặp một số khách hàng, cũng rất là mừng là mình được tương tác với những khách hàng trước đây, và đồng thời nữa được gặp lại các anh chị. Dung cảm ơn bạn Minh Trần nha. Ai không mua được nhiều thì chỉ cần mỗi gói cũng có thể đổi đời trong tương lai. Chính xác là như vậy đó bạn. Có nghĩa là mình nói là cái cổ phần giao thông này thì nó thật là tuyệt vời. Khơi Nguyễn, Dung chào bạn Khơi Nguyễn nha. Dung cũng xin cảm ơn anh Trình. Dung xin cảm ơn cả nhà đang xem livestream của Dung. Chào chị Dung xin nhé. Dung cảm ơn Hương Thảo nhé. Nói chung là tối nay mình nói cái năng lượng nó hơi cao một xíu. Nói chung là nó cũng hơi so với những cái like khác thì mình nói cái năng lượng nó hơi bực trong người một xíu. Bởi vì là mình thấy là có nhiều người đến giờ này vẫn cứ thờ ơ, vẫn cứ là cho là đa cấp lừa đảo này kia, mà mình thấy cái công trình bây giờ nó quá rõ ràng rồi. Và sáng nay Dung mới xem một cái thông tin là tháng 3 này là đã đưa cái con tàu vào bên Dubai để thương mại và thu lợi nhuận về cho Dubai này. Đó, vậy thì các bạn thấy không? Dubai là một cái quốc gia nó chỉ có 3 triệu dân thôi. Nhưng mà phúc lợi xã hội của Dubai nó rất là tốt. Ví dụ các bạn, con các bạn đi học từ nhỏ đến lớp 12 là chính phủ nuôi hết, không có phải tốn đồng nào. Khi các bạn đau ốm, các bạn vào bệnh viện thì chính phủ nó cũng lo hết, không có tốn đồng nào. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao? Phải mua bảo hiểm thì mới được là gì, giải quyết 70-80%. Có được phúc lợi xã hội không? Còn nếu như ai không có bảo hiểm thì coi như là mất tiền 100% khi mà đau ốm bệnh tật hoặc là đi học. Đó. Vậy thì các bạn thấy là Dubai là một cái quốc gia là nó chỉ có 3 triệu dân thôi, nhưng mà nó văn minh nhất thế giới, giàu nhất thế giới. Vậy tại sao nó đưa cái công trình Skyway này về để nó xây dựng, nó thương mại ở trên thị trường của nó, đúng không? Rồi Dubai là gì? Đã ký với lại tập đoàn mình là gì, cái công trình là 15 km đường đầu tiên để xây dựng, nối những cái tòa nhà chọc trời và những cái khu trung tâm thương mại lại để mà đi ở trên không. Đó, vậy thì chúng ta là Việt Nam chúng ta là quá nghèo, quá lạc hậu. Tại sao chúng ta không nhìn vào những cái ông lớn như vậy để chúng ta học hỏi theo, chúng ta có cơ hội đổi đời, mà chúng ta suốt ngày cứ nghi ngờ. Mà chính vì cái nghi ngờ đó, chúng ta không bắt tay vào, chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta mãi mãi không có cơ hội. Và cơ hội thì nó như ánh bình minh thôi, khi nó đến mà chúng ta không nắm bắt thì nó sẽ tụt đi, đúng không? Đó, thì đó thực sự để mà ngồi mà nói cái chuyện thời sự cả ngày rồi nó. Loan Trương, cảm ơn chị Loan Trương nha. Chị bắn tim cho em nhiều quá, em cảm ơn ạ. Tại vì thực sự là em thấy là trong cái cuộc đời này nó có nhiều cái thật, nhiều cái giả. Nhưng mà đa số là mọi người đổ đồng với nhau là giả thật nó như nhau,
thì mình không biết sàng lọc ra thì cuối cùng là gì, mình là người thiệt thòi, gia đình mình là người thiệt thòi, con cháu mình là người thiệt thòi, chứ còn đâu có ai là người thiệt thòi đâu. Ở Dung thấy bây giờ ví dụ như hiện tại giờ nhiều gia đình là ví dụ như cha sinh mẹ đẻ ra làm nông, mà làm nông là Dung cũng đã tiếp xúc với lại khách hàng của Dung rất là nhiều rồi, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, rất là khổ cực để mà kiếm cái đồng tiền về, không phải đơn giản, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Em chào chị yêu, chào Phi Hùng nha, chào chị, chào Thìn nha, cảm ơn Thìn. Chào Huyền Cang, Huyền Cang đang xem. Tuyết Nguyễn, chào bạn Tuyết Nguyễn, chào chị yêu nhé. Rồi chị cảm ơn Huyền Cang nha. Đó, ví dụ như những người nông dân, người ta rất là khổ, người ta đầu tư vô một cái hectare cà phê thôi thì Dung nói là trung bình, bạn mua đất rồi các bạn đầu tư 3 năm sau các bạn mới có trái bói, thì các bạn mất phải ít nhất là 200-300 triệu, thậm chí 500 triệu trở lại để trồng được một hectare. Nhưng khi các bạn có trái bói rồi các bạn bước vào kinh doanh thì một năm á, nếu như năng suất cao, các bạn chỉ thu về là được là theo cái giống cà phê bây giờ là giống ghép, là các bạn thu cà phê năng suất cao được khoảng 5 tấn. 5 tấn mà giá cà phê bây giờ có 30.000, 32.000 thì Dung giá trung bình là 150-160 triệu. Vậy thì 150-160 triệu đó mà các bạn đầu tư vào 1 hectare là theo Dung tính là từ khi mà đầu tư cho đến khi thu về thì mất hơn 50% cái lượng đầu tư, phân bón, thuốc thang, rồi tưới tắm, rồi công cán, tất cả mọi cái. Nó nằm phải 70%, thì cái lợi nhuận các bạn thu về có 30% thôi. Nhưng mà các bạn biết không, cái 30% đó các bạn phải đổ mồ hôi, công sức, nước mắt và thậm chí là đổ cả máu nữa kia, các bạn mới thu về được cái lợi nhuận chừng đó. Vậy thì tại sao mình không dịch chuyển cái công việc của mình mà mình đi tìm cho mình một cái cơ hội mới đây, mà mình cứ là theo cái truyền thống xưa bày nay làm, rồi bắt đầu đến đời con của các bạn cũng vậy. Mình thấy có nhiều gia đình là con học xong lớp 12 rồi là cho đi làm rẫy, không cho đi học đại học nữa. Hoặc là nhiều gia đình không nuôi đến lớp 12 luôn là vẫn cho con đi làm rẫy, mới nhỏ xíu thôi. Mình thấy các bạn á, nhiều bé nhỏ xíu mà đã vô, mùa tưới nước là vô trong rẫy, cứ dây tư kéo ống với ba mẹ. Rồi phun thuốc sau thì cũng đi lần dây lần ống, nhìn rất là thương, rất là tội. Đó, vậy tại sao chúng ta không thay đổi cái cách sống của chúng ta đi để cho con cái chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn? Tại sao chúng ta không thay đổi cái tư duy của chúng ta, đừng có sống theo kiểu mà truyền thống, đừng có bảo thủ nữa. Mình đi tìm một cái cơ hội mới đi. Mình đi tìm những cái gì mà bây giờ xã hội họ đang đi theo nè. Đó, tại sao những cái người giàu á, là người ta giàu mãi, mà người nghèo người ta nghèo mãi? Bởi vì người ta giàu là gì? Người ta giàu về tư duy, người ta giàu về tiền bạc, người ta giàu về kiến thức. Còn các bạn nghèo là các bạn nghèo về tư duy, nghèo về kiến thức, nghèo về tài chính luôn. Đó, vậy thì tại sao mình không có đi tìm để mình học hỏi những cái người như vậy, đúng không? Chào chị Dung, hôm nay da đẹp quá rồi. Chị cảm ơn Thìn nha, đúng rồi. Mấy ngày chị thải độc quá Thìn, cỡ cái da chị nhìn rất là sợ luôn á. Ngày hôm nay là nói chung là mình lấy lại được 70% cái làn da của mình rồi. Đó, cho nên là Thìn biết không? Trong cái nghề của em, chào chị Thu Liễu nha, em cảm ơn chị đang xem livestream của em. Chào bạn Thanh Thủy nha. Thìn biết không, ví dụ như phụ nữ mình á, ví dụ như em vậy, cái công việc của em hàng ngày, ví dụ như là em làm nông làm đồ vậy, em tránh tiếp xúc bất các cái hóa chất độc hại đó. Như chị, khi mà chị thải độc ra thì chị mới biết là nó kinh khủng cỡ nào. Đó, bởi vậy là mình khuyên tất cả các bạn mà đang xem cái livestream của mình ở trên này, thì để mà có một cái cơ thể khỏe mạnh, cái thứ nhất mình ăn uống phải có chế độ, và ăn uống là phải ăn những cái thực phẩm sạch và trong người mình, đồng thời nữa dùng những cái thực phẩm chức năng để bồi bổ cho cái cơ thể của mình. Và gì, cái môi trường sống nó rất quan trọng, các bạn hàng ngày phải hít thở không khí môi trường trong lành thì con người mình vừa trẻ lâu, vừa khỏe mạnh, vừa hạn chế được cái bệnh tật. Còn tuổi già thì ai cũng có bệnh hết, không phải ai không có. Nhưng mà khi mà mình giữ được cái cơ thể như vậy, mình như vậy thì về cái tuổi về già, cái sự đau ốm bệnh tật nó rất là ít. Có nghĩa là nó cũng có bệnh vặt thôi, nhưng mà nó không đáng kể so với những người già mà người ta không biết giữ cái cơ thể của mình. Đó. Nên là cả nhà ở đây khi mà hiểu được cái cách mà Dung chia sẻ đó, thì cố gắng làm sao bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những người thân xung quanh mình, và bảo vệ gia đình, sau đó là bảo vệ cộng đồng xã hội. Oanh Thanh,
Dung chào bạn Oanh Thanh nha. Chào Thiên Hương đang xem. Thì bây giờ là đã 9:26. Dạ là Dung live stream cũng gần 1 tiếng rồi. Thôi Dung xin phép nói thêm 4 phút nữa thì Dung sẽ ngưng cái live stream. Bởi vì là mình nói cũng hơi lâu rồi thì cả nhà nhiều khi là cũng không có thời gian để mà ngồi mà nghe mình chia sẻ nhiều. Đó thì những cái gì hôm nay Dung nói thì nói thật sự là Dung nói từ cái tâm Dung ra, từ cái lòng Dung ra, từ những cái gì mà Dung suy nghĩ. Bởi vì Dung thấy cái Covid bây giờ nó đang kéo về trở lại, nó đang quay trở lại, nó làm cho xã hội của mình bắt đầu đảo lộn, điêu đứng. Vậy thì nếu như chúng ta mà cứ đi theo cái cách truyền thống như ngày xưa đó, kinh doanh truyền thống, làm những cái nghề truyền thống mà nếu không bắt kịp cái thời đại 4.0 này thì chúng ta sẽ bị đào thải trong xã hội. Nói thật sự là vậy. Nên là các bạn cố gắng tìm hiểu đi, cho mình một cơ hội đi, cho mình một cái bước đột phá. Và các bạn biết không, người ta nói rằng nếu như bạn chơi với 5 người bạn, mà nếu 5 người bạn đó là người giàu có thì bạn sẽ là trở thành cái người giàu có thứ 6. Nhưng nếu bạn chơi với 5 người bạn đó mà là con nghiện thì bạn sẽ trở thành cái con nghiện thứ 6. Hoặc là con bạn chơi với 5 người bạn say xỉn thì con bạn sẽ trở thành cái người say xỉn thứ 6. Đó, vậy thì bây giờ trong cái mối quan hệ xã hội, trong cái giao tiếp hàng ngày á, mình phải biết chọn bạn mình chơi. Ví dụ những người bạn mà người ta nhàn rỗi quá, người ta ngày nào cũng ăn nhậu này kia, rồi người ta rủ mình đàn đúng, thì những cái người bạn đó nó thực sự là bè thôi, không phải là bạn. Đó, bạn là phải cho mình cơ hội làm ăn, phải biết chia sẻ cho mình những cái công việc tốt, rồi phải hướng cho mình làm sao để cái cuộc sống cho nó tốt đẹp hơn. Đó thì mới gọi là bạn. Còn mà bạn mà suốt ngày ví dụ cà phê thì la cà từ sáng tới trưa, từ trưa đến chiều, vậy thì lấy cái gì để nuôi con? Không có cho mình một cái giải pháp gì cả, đúng không cả nhà? Cho nên là gì, khi mà mình chơi bạn, chơi với những cái người thân, người bạn, những cái người mà mối quan hệ của mình đó, thì mình cũng nên là gì, chọn những con người họ biết làm ăn, để họ cho mình cái giá trị và họ cho mình những cái mà mình cần. Chứ còn mình chơi với những người bạn mà người ta không có biết cái cách làm ăn, mà suốt ngày người ta cứ tiêu tốn cái thời gian nó vô nghĩa, thì mình chơi những người bạn đó mình cũng sẽ trở thành những người đó. Đó. Thì thôi Dung cũng xin khép lại cái buổi live stream tối hôm nay. Chị chào anh Hà nha. Em vô hơi muộn cho nên là chị cũng chia sẻ đến đây cả tiếng đồng hồ rồi anh Hà. Thì Dung cũng xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Tối nay đã xem cái live stream của Dung. Thì đó, có gì Dung nói ở trên cái Facebook này thì bạn nào nghe mà cảm thấy ví dụ như mà ủng hộ thì ủng hộ, còn mà nghe Dung nói những cái gì đó nó không phải thì mình nét qua, mình không cần để tâm đến làm gì. Đó, bởi vì đây là Dung nói thật sự là Dung muốn để cả nhà hiểu rằng là gì, cái Covid nó bắt đầu nó quay trở lại đây, thì bây giờ mình phải làm sao để mình có một cái hướng, một cái con đường để làm sao tự do tài chính, tự do thời gian. Và muốn mà làm được cái điều đó thì mình phải có trao dồi một cái chút kiến thức ở cái trí tuệ của mình, thì mình mới xây dựng được cái điều đó. Chứ không phải là mình muốn tự do tài chính, tự do thời gian là mình đi tìm những cái mà nó vô bổ, nó không có ý nghĩa, rồi mình nhảy vào đó là mình cứ nghĩ là tự do tài chính, tự do thời gian. Thực ra nó không phải vậy đâu. Chị chào Linh nha. Đó, thì để mà mình tìm ra một cái hướng kinh doanh thật là tốt thì cái thứ nhất là mình cần cái chất lượng, cái thứ hai mình cần về giá cả, cái thứ ba nữa là mình cần về là phân phối, và cái bước cuối cùng nữa là cái dịch vụ. Đó, thì nếu như khi các bạn ra mà các bạn kinh doanh mà các bạn muốn mà thành công thì các bạn phải đạt được bốn cái yếu tố đó, nó mang lại cái lợi ích cho các bạn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay là Dung cũng đang là gì, đang tham gia vào cái dự án giao thông đó, thì nó đặt tiêu chí nó còn hơn bốn cái yếu tố đó nữa, chứ không phải là nó nằm ở bốn yếu tố đó đâu. Tại vì là cái thứ nhất là sản phẩm nó không có tính cạnh tranh trên thị trường, không cần, không có đối thủ cạnh tranh. Cái thứ hai nữa là giải quyết được những cái vấn nạn mà thế giới mình đang cần. Cái thứ nhất là ô nhiễm môi trường đó, ô nhiễm môi trường là bảo vệ hàng đầu luôn. Cái thứ hai nữa tai nạn giao thông, ách tắc giao thông. Cái thứ ba nữa là gì? Xây dựng những cái thành phố tuyến tính, thành phố thông minh, thành phố xanh sạch đẹp, không có xe hơi, không có con đường. Đó. Không có những cái gì mà bê tông hóa. Trở về sống với thiên nhiên hết.
Đó, còn bên tập đoàn thì có sản xuất cái than mùn vi sinh đó. Cái mùn vi sinh đó là các bạn biết thay thế được cho phân hóa học luôn, cải tạo luôn được cả đất sa mạc. Đó thì các bạn thấy một cái công trình mà nhà khoa học người ta nghiên cứu ra những cái sản phẩm sạch, những cái công nghệ sạch như vậy, tại sao mình không hướng đến mà mình lại cứ đi theo cái chiều hướng như xưa bày nay làm, rồi để cho cái môi trường càng ngày càng ô nhiễm, bệnh tật càng ngày càng phát tán cao, rồi con người càng ngày càng bệnh tật không có thuốc chữa, đúng không? Có nhiều cái loại virus, chúng nói là sau này khoa học có tồn tại hàng ngàn năm đi nữa thì có nhiều cái loại virus sau này không thể nào cứu được đâu, không thể nào chữa được con người nếu như cái để cái đất như vậy, để cái môi trường ô nhiễm như vậy. Đó thì Dung cũng xin tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem cái livestream của Dung, và Dung xin chúc tất cả cả nhà trên diễn đàn Facebook một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, an lành, ấm áp, và làm sao để phòng chống được cái bệnh tật cho chính bản thân mình, người thân, gia đình, và làm sao để hướng tới một cái tương lai tốt đẹp hơn, và làm sao để mà chống cách ly cái xã hội này một cách an toàn, để mà lấy lại những cái gì cho xã hội nó công bằng. Chúng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin tạm biệt cả nhà nha. Em vô trễ quá, Chính Hoàng ơi. Có gì em xem lại nha. Chị chào Chính Hoàng nè. Chào Hà Vũ nha. Chào bạn Thị Lành. Thôi Dung cũng xin tạm biệt cả nhà mình luôn nha. Bây giờ thì cũng đã là 9 giờ 32 phút rồi. Thì Dung like cũng được một tiếng đồng hồ rồi, Dung xin tạm biệt cả nhà. Có gì hẹn cả nhà, nếu như ngày mai Dung có thời gian thì Dung sẽ đăng cái thông tin trước và Dung sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Bởi vì cái công việc bây giờ cuối năm thì nó cũng hơi nhiều, nên là hồi nãy mình đi về mình cứ sợ là không kịp giờ đó, nhưng mình về tới nhà là 9 giờ 26 phút cũng vẫn kịp để live stream như theo cái lời hứa mà mình đã đăng lên fan. Rồi Dung xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào tạm biệt. Chào Minh Hằng nha. Minh Hằng bà trễ quá, có gì em xem lại Hằng nha. Rồi bye bye em.